da ba ba. Yeah. Na 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 na. One, two. Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Yes. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Yeah yeah. Come on. Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Yeah, come on. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Yeah. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Yeah yeah. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Đây là góc phố tình ca. Chúng ta đang có mặt ở một con phố nhỏ, con phố Chân Cầm, ở một quán cà phê tên là The Artist. Các bạn có thể thấy đây là những ngày cuối năm, mọi người đang hết sức hối hả để sắm Tết, để chuẩn bị cho một cái Tết bên gia đình. Và Ninh rất là vui khi được trở lại với góc phố tình ca cùng với hai người bạn của mình. Xin giới thiệu Dũng. Tôi tạm gọi là Dũng, vừa mới lấy vợ. Bạn vừa có vợ xong. Đỗ Trung Dũng. Và bên cạnh tôi đây nữa là một người bạn cũng khá lâu năm của tôi rồi. Bạn Châu Vũ. Một cái trống chơi trong dàn nhạc giao hưởng, nhưng mà có niềm đam mê cực kỳ tuyệt vời đối với ca rông. Và hôm nay thì cái không khí mùa xuân đang trải dài trên tất cả các phố phường rồi. Tôi mong muốn các bạn sẽ có một cái Tết thật là tuyệt vời, một mùa xuân và một năm 2020 thật là tròn trĩnh. Ca khúc các bạn vừa nghe đó chính là một ca khúc rất là quen thuộc. Tôi nghĩ rằng ai cũng biết bài hát này, bài hát Thì Thầm Mùa Xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu. Và ca khúc thứ hai mà tôi muốn hát tặng cho các bạn nữa cũng là về mùa xuân, của nhạc sĩ Dương Thụ. Ca khúc Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Yeah. Hey yeah. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và anh đợi em như đã hẹn. Nghe trăng mưa đêm mùa xuân lặng lẽ rơi. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa? Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kìa tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với
chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi. Tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười, báo tin mùa xuân về. Kìa, bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ơi, lá hoa mùa xuân tươi. Kìa em, tới. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa tràn niềm tin yêu. Kia em, mùa xuân về. Yeah, mùa xuân về. Đề nghị chủ quán bên kia trật tự nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi Góc Phố Tình Ca và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo khi ra mùa xuân mới. Và xin chúc các bạn một lần nữa sẽ có một cái Tết Canh Tí, một năm 2020 tuyệt vời cùng người thân, gia đình, người yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn Đỗ Trung Dũng và bạn Châu Vũ nhá. Tập tài cả. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.